Kính chào quý vị và các bạn. Thì trên ảnh của các bạn là cái đấu thứ ba giữa hai đội tuyển của trường Duy Thanh và trường Ngô Quốc Trị. Thì nãy giờ hiệp 1, set 1 và set 2 là tốt và dàn co, và hai đội đã bước vào set 3. Hai đội Duy Thanh vừa giao bóng. Hy vọng thì Duy Thanh sẽ giành chiến thắng để tiếp tục bước vào trận chung kết với đội bóng của nữ ngân hàng Sacombank. Duy Thanh đã có được điểm số đầu tiên, 1-0. Lưới điểm cho Duy Thanh 2-0. Tiếp tục bóng thông qua lưới điểm cho Duy Thanh 3-0. Đây là giải đấu bóng chuyền hai nữ trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024. Hiện tại thì là trận bán kết xếp 3, đây là cái xếp quyết định để chọn đội bóng mạnh hơn vào chung kết. Hiện tại thì điểm số đã chuyển qua cho đội Ngô Quốc Trị. Điểm số đang là 3-1 đi về Duy Thanh. Chị đã bị lưới điểm cho Duy Thanh 4-1. Tiếp tục là điểm cho Duy Thanh 5-1. Tiếp tục điểm cho Duy Thanh 6-1. Đập bóng tốt như ngoài sân, điểm cho Duy Thanh 7-1.
điểm cho con có chị 2, 7. Bóng không qua lưới, điểm cho ông Thanh 8, 2. Hai đội đổi sân, tiếp tục. Đập bóng tốt, điểm cho Ngô Quốc Trị 3, 8. Một pha cú banh rất là hài hước nhưng mà thành công. Điểm cho Ngô Quốc Trị. Bóng không qua lưới, điểm cho Ngô Quốc Trị 5, 8. Chị Thanh cố lên coi. Tiếp tục bóng không qua lưới, điểm cho Ngô Quốc Trị 6, 8. Bỏ bóng tốt, điểm cho Thị Thanh 9, 6. Bóng ngoài sân, điểm cho Ngô Quốc Trị 7, 9. Bóng trong sân, điểm cho Ngô Quốc Trị 8, 9. Điểm cho Vị Thanh 10, 9.
Điểm cho Thị Thanh 11-9. Điểm cho Ngô Quốc Trị 10-11. Bóng không qua lưới, điểm cho Thị Thanh 12-10. Hai đội thi đấu thì phút cuối rất giằng co, nghe là một điểm số rất là quan trọng. Tiếp tục điểm cho Thị Thanh 13-10. Điểm cho Ngô Quốc Trị 11-13. Bóng trong sân, điểm cho Thị Thanh 14-11. Được. Vô. Yeah.
bóng ngoài sân. Điểm cho Ngô Quốc Trị 12-14. Chúng ta giành chiến thắng và bước vào trận chung kết gặp đội Sacombank.